Xin kính chào quý bà con đã đến với kênh Siêu Thị Nông Nghiệp. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con những cái dòng thuốc để chúng ta quản lý những cái đối tượng như là gẹp sáp, bọ chỉ, đặc biệt là gầy xanh trên cây sầu riêng heo con. Thì ở đây em có rất là nhiều các cái dòng thuốc ha, từ một hoạt chất, hai hoạt chất, ba hoạt chất ha, và từ những cái dạng gói đến dạng chai. Thì đối với cái đối tượng mà gầy xanh nó gây hại rất là nhiều trên cây sầu riêng con, thì mỗi một cái cơ đọt sầu riêng thì bà con phun quản lý gầy xanh ít nhất là khoảng 3 cử ha, thì chúng ta mới quản lý cái đối tượng gầy xanh hiệu quả. Thì khi mà bà con phun với cái lượng thuốc nhiều con thì bà con nên luân phiên những cái ốc thuốc nha để bà con phun ha. Đó, tránh tình trạng mà bà con phun một cốc thuốc thì con gầy xanh con thì nó sẽ tạo nên một cái độ kháng của gầy xanh thì chúng ta rất là khó quản lý nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con một số dòng nha. Thì đối với cái gói đầu tiên là cái ba đăng em con. Đó, ba đăng của công ty Sumitomo. Đó. Công thức là cạp táp em con. Đó, cạp táp 95% em con. Công phá sâu đầy. Thì đối với một gói ba đăng 91.000 thì bà con có thể sử dụng là 200 lít nước em con. Cái dòng tiếp theo cũng là cái gốc cạp táp em con. Đó, ba đăng sao băng nha. Thì cạp táp cũng là 95%. Đó. Công phá tổ rầy, đó, diệt trừ sâu kháng thuốc em con. Thì đặc biệt là những cái gốc cạp táp con, nó gốc thuốc cạp táp thì nó sẽ quản lý về vấn đề gầy xanh, bọ chỉ cũng như là con sâu đục thăng em con. Thì một gói ba đăng sa băng đó 70.000 thì bà con sử dụng được 200 lít nước. Cái sản phẩm thứ ba là cái dòng phô pha đăng, thì ở đây cũng là cái gốc cạp táp em con. Đó, cũng là gốc cạp táp 95% nha. Thì sẽ quản lý về sâu đục thăng nè, đó, gầy xanh nè, gẹp sáp, bọ chỉ mấy con. Với một hũ vô va đăng 75.000 thì bà con có thể sử dụng là 200 lít nước để chúng ta quản lý về đối tượng là gầy xanh cũng như bọ chỉ và sâu đục thăng nha. Cái sản phẩm tiếp theo là cái dòng nô sâu vua gầy xanh mấy con. Đó, thì cũng là cái gốc cạp táp mấy con đây, và đặc biệt cái gói vua gầy xanh kết hợp thêm cái gốc imidamirid. Đó, thì sẽ quản lý những cái đối tượng như là sâu đục trái nè, đó, bọ chỉ, sâu đục thăng, gầy xanh. Thì một gói vua gầy xanh 85.000 thì bà con có thể sử dụng là 200 lít nước em không. Thì đây là những cái dòng thuốc gốc cạp táp ha, quản lý gầy xanh cũng như là sâu đục thăng em không. Và cái tiếp là những cái gốc imidamirid em không. Đó, thì cái sản phẩm đầu tiên là cái dòng gầy xanh bọ chỉ, đó, 750 em còn, công thức cũng khá cao nha. Cái hàng búp rò phê sim 250, đó, imidamirid 500 em con. Thì đối với cái gói gầy xanh bọ chỉ này mà con, đó, sạch gầy, đó, gầy cám cũng như là gầy trưởng thành em con. Đó, và đặc biệt là cái gốc búp rò phê sim này con, đó, cái gốc này gốc ung trứng em con. Đó, cái gốc mà chống lột xác thì làm cho cái trứng rầy bà con nó xong không nở được ha. Thì một gói gầy xanh bọ chỉ 70.000 thì bà con có thể sử dụng là 200 lít nước nha con. Cái gói tiếp theo là cái confai nha con. Đó, confai dạng cốm, đây là dạng cốm nha con, và nồng độ imidamirid là 700g. Đó, công thức cái nồng độ khá là cao ha. Đó, chuyên đặc trị những nhóm chích thuốc như gầy xanh, bọ chỉ, gẹp sáp ha. Thì đối với một gói confai 700 VKR, đó, giá 70.000 thì bà con có thể sử dụng là 200 lít nước đấy con. Thì ở đây thì cũng có những cái dòng dạng như 40 45, thấy không, đó, 40 40 mấy ngàn. Thì cái dòng đầu tiên là cái dòng tiêu diệt gầy nha con. Đó, có sự kết hợp là búp rò phê sim mà con, đó, imidamirid, đó, có này 40.000 nha. Thì quản lý những cái đối tượng gầy xanh bọ chỉ rất hiệu quả ha. Thì đối với cái gói tiêu diệt gầy này bà con, thì nếu như mà mật độ mà gầy thấp bà con phun ngừa quản lý mật độ mà gầy thấp thì bà con có thể sử dụng là 200 lít nước. Nếu như mà mật độ mà gầy nó hơi cao con thì bà con có thể sử dụng là 100 lít nước để chúng ta quản lý ha. Thì một gói tiêu diệt gầy 40.000. Cái sản phẩm tiếp theo là cái dòng bọ chỉ gầy xanh của công ty An Phát Nông em con. Thì cái gói này có sự kết hợp là ba hoạt chất em con. Đó, búp rò vệ sinh, đó, Febusaca em con, Iamethosan nha. Thì cái gói bọ chỉ gầy xanh này là 45.000.
thì bà con có thể phun từ 100 đến 200 lít nước tùy theo cái mật độ gầy ha con. Đó, chuyên đặc trị những cái con trùng chích thúc như gầy xanh bọ trị. Đó ha. Cái dòng tiếp theo là cái dòng mã lục, mã lục 26.000 gói ha. Thì có sự kết hợp hai hoạt chất ha con, là acetamirid, đó, imidamirid, đó, 125g á, công thức cũng khá là cao ha. Thì đối với gói mã lục với con, đó chuyên đặc trị những đối tượng bọ trĩ nè, bọ nhảy nè, gẹp sáp, gẹp muỗi nè, gẹp xanh ha. Thì một gói mã lục là 26.000, thì bà con có thể sử dụng là 100 lít nước. Cái dòng tiếp theo là cái dòng gầy xanh, đó, không gầy nha. Thì kết hợp là acetamirid là 240, buprofezim là 300g trên 1kg. Thì công thức cũng khá là cao nha con. Thì chống lột xác nè, hạn chế khả năng đẻ trứng của con gầy nha con. Thì một gói gầy xanh 45.000 thì bà con có thể phun từ 100 đến 200 lít nước, cũng tùy thuộc vào cái mật độ gầy ở trên giường của bà con ít hay nhiều nha. Cái dòng tiếp theo là cái dòng Superlax. Đó, Superlax thì cái này đó cũng là sự kết hợp là acetamirid, imidamirid phải không? Đó. Đặc biệt là acetamirid 250, đó 25%. Ha. Đặc biệt là những cái gói super này nè bà con, Superlax nè. Thì nó là dạng cốm, nghe bà con. Diệt nhanh con trùng. Đó, lưu dẫn kéo dài. Ha. Thì một gói Superlax là 55.000 thì bà con có thể sử dụng là 200 lít nước, nghe bà con. Dạng cao cấp hơn thì ở đây em có cái gói Melino của công ty An Phát Nông nha. Thì hai cái công thức chuyên về quản lý gầy xanh, bọ trĩ cũng như là gầy nâu nha con. Đó. Bimetrozim, đó. Dinofemuram nha con. Thì cái gói này con nó vừa quản lý tiếp xúc con, nó tiếp xúc lưu dẫn cũng như là chống lột xác nha con, nó ung trứng. Thì một gói Melino này 30.000. Thì bà con sử dụng là 40 lít nước nha. Thì nó lưu dẫn rất là lâu bà con, nó lưu dẫn tầm khoảng 10 ngày 15 ngày nha. Thì một gói Melino này là 30.000, thì bà con sử dụng được 40 lít nước ha. Thì đây là những cái dạng gói bà con, nó những cái dạng thuốc gầy gói. Tiếp theo là những cái dòng thuốc mà dạng chai bà con. Đây, cái dòng đầu tiên là cái chai Tifena của công ty Biocup nha con. Thì Tifena là có sự kết hợp là Thiamidosam, Chlorphenobi ha. Cái chai này nó vừa quản lý gầy, vừa quản lý sâu luôn nha con. Thì gốc Thiamidosam nè, nó sẽ quản lý những cái đối tượng chích thúc như là gầy xanh, bọ chỉ, đó, gầy phân trắng. Chlorphenobi nha con, thì nó sẽ quản lý những cái đối tượng như là sâu đục thân nè, đục nhánh nè, cũng như là sâu ăn lá ha. Thì đối với một chai Tifena này là 190.000, thì bà con có thể sử dụng là 400 lít nước ha. Sản phẩm tiếp theo là cái dòng Asakra Super, em con, đó, Asakra Super, công thức là Thiamethoxam 500g trên lít, đó, công thức khá là cao ha. Chuyên đặc trị là gầy xanh nè, bọ chỉ, gầy phấn trắng và các loại con trùng chích thúc, em con. Thì một chai Asakra Super 160.000, thì bà con có thể sử dụng là 400 lít nước, em con. Cái sản phẩm tiếp theo là cái dòng quỷ dược sâu gầy, đó, quỷ dược sâu gầy, nghe cái tên không cũng biết là vừa quản lý sâu vừa quản lý gầy luôn em con. Công thức là Rofinofos, Thiamethoxam và Sibecmurin, đó, có sự nó kết hợp ba hoạt chất em con. Đây là những cái hoạt chất mà quản lý về vấn đề là gầy, sâu và bọ chỉ nha. Thì một chai quỷ dược sâu gầy 140.000, thì bà con có thể sử dụng là 400 lít nước ha. Và cái sản phẩm tiếp theo là cái dòng Hellowron, đó, Hellowron của công ty An Phát Nông nha. Đó. Thì cái chai Hellowron này cũng là sự kết hợp ba hoạt chất em con. Đây, ba hoạt chất. Febusacat nha. Đó, Buprofezim, Thiamethoxam. Đó. Thì có với cái chai Hellowron là 180.000. Thì bà con sử dụng được 400 lít nước. Đây, đặc trị những cái dòng chích thuốc con, ví dụ như gầy xanh, gầy lưng trắng nha. Thì một chai Hellowron là 180.000 nha. Thì đây là những cái dạng mà thuốc để chúng ta quản lý những cái đối tượng là bọ chỉ, gầy xanh cũng như gẹp sáp ha bà con.